Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, shop sẽ trao đổi thông tin với các anh chị lý do tại sao đồ Shimano, đặc biệt là đồ Shimano cao cấp sản xuất tại Nhật Bản lại tăng giá chóng mặt trong thời gian qua. Và câu hỏi là khi nào thì sẽ hạ nhiệt? Vâng, nguyên nhân cũng là do dịch bệnh Covid-19. Thực sự là dịch bệnh Covid-19 đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta và tạo nên những trật tự mới, những thói quen mới, những thay đổi mới trong đời sống và trong việc cung cấp hàng hóa trên thế giới. Khi dịch bệnh bùng phát thì các phương tiện công cộng bị hạn chế rất nhiều, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ. Và trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh là từ tháng 2 đến tháng 4 năm ngoái, năm 2020, thì cách ly xã hội, các phương tiện công cộng gần như dừng hoạt động. Tuy nhiên, các phương tiện cá nhân như xe đạp vẫn được phép sử dụng, và thêm vào đó, vấn đề dịch bệnh nên mọi người tăng cường đạp xe để nâng cao sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Chính vì thế mà nhu cầu về xe đạp đã tăng đột biến trên thế giới. Đột biến trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam các anh chị nhé. Thời điểm đó thì lượng tiêu thụ xe đạp tăng đột biến và vẫn liên tục tăng từ đó đến bây giờ mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và tương lai thì sẽ vẫn tiếp tục tăng vì nhu cầu để đi lại và luyện tập tăng cường sức khỏe chống dịch bệnh sẽ là xu hướng của thế giới. Nhu cầu thì tăng, mà hãng Shimano với các nhà máy sản xuất đồ tầm thấp đặt ở Trung Quốc, đồ tầm trung đặt ở Đông Nam Á và đồ cao cấp thì nhà máy Shimano đặt ở Nhật Bản. Trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, khi những nước đặt các nhà máy của Shimano chưa xử lý tốt vấn đề chống dịch nên bị ảnh hưởng đến việc sản xuất của hãng Shimano và nguồn cung bị hạn chế, nên các anh chị biết là cầu thì tăng đột biến còn cung thì lại bị giảm đi, nên đồ Shimano rất khan hiếm và bị tăng giá. Đặc biệt trong giai đoạn đầu Nhật Bản chưa khống chế được dịch bệnh thì những đồ Shimano cao cấp sản xuất tại Nhật Bản như với xe đua là 105 hay Ultera như đang lắp trên những chiếc Sava R6, Sava Corrado, Sava X3, Sava Phantom hay những cái lúc đồ dùng cho xe đạp địa hình, đó chính là Shimano DR M6000 đang lắp trên chiếc xe đạp địa hình K480 này, cực kỳ khan hiếm luôn bạn nha, cực kỳ khan hiếm. Những cái lúc đồ Shimano được sản xuất tại Nhật Bản đang lắp trên những chiếc xe đạp thể thao địa hình và xe đạp đua thì đang cực kỳ khan hiếm. Và ở giai đoạn 1 này thì toàn bộ đồ Shimano còn tồn kho là đã được các nhà máy xe đạp tranh nhau đấu giá mua hết và tăng giá rất là nhiều. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Sau đó là đến giai đoạn 2, là giai đoạn bắt đầu ổn định dịch bệnh và các hoạt động sản xuất dần được thiết lập lại. Thì khi đó nhu cầu về xe đạp của châu Âu và Mỹ vẫn tiếp tục tăng rất nhiều. Và đối với các thị trường này thì họ đều yêu cầu đồ Shimano, dù là xe địa hình hay xe đua. Thế cho nên là nhu cầu về đồ Shimano vẫn cầu vượt quá cung, quá nhiều. Đến giai đoạn này thì hãng Shimano đã phân bổ và cấp chỉ tiêu cho các khách hàng của họ, và họ chỉ có thể cấp đồ cho một số hãng xe đạp lớn, vốn là khách hàng lớn và có sản lượng lớn với họ. Theo như thông tin shop xe đạp thể thao vip.com được biết thì chỉ có 6 hãng xe đạp lớn được hãng Shimano cấp đồ, và trong đó ở thị trường Việt Nam thì có 2 thương hiệu lớn được Shimano cấp đồ, đó chính là Zante và Sava đây. Và Sava luôn có đồ Shimano cao cấp được hãng Shimano cấp đồ để làm xe. Thế nên là những chiếc xe đạp như thế này, như Sava R6 và Sava Corrado lắp đồ Shimano 105 R7000, Sava X3, Sava Phantom 3 lắp đồ
Shimano Ultera R8000 sản xuất tại Nhật Bản, mà đặc biệt là nắp phun toàn bộ như là cực kỳ hiếm và hot như ở những chiếc xe đạp thể thao Sava, cực hot luôn. Hay những group đồ Shimano DRM6000 đang lắp cho K480 đây, được sản xuất tại Nhật Bản cũng đang rất là khan hiếm luôn. Tới đây thì các bạn sẽ thấy trên thị trường sẽ có rất nhiều dòng xe đạp dùng đồ Trung Quốc, vì đó cũng là quy luật của cuộc sống rồi. Khi nhu cầu gia tăng thì hãng Shimano không cung cấp được thì các hãng khác sẽ vẫn phải tiếp tục sản xuất và sẽ phải dùng đồ khác để thay thế. Như những chiếc xe đạp Twitter này cũng là một trong những chiếc hiếm hoi mà hãng Twitter có đồ Shimano để lắp. Còn bây giờ thì cơ bản là hãng Twitter sẽ dùng đồ Retrobic bạn nhé. Hãng Twitter cũng là một hãng rất mạnh mẽ khi tuyên bố là họ sẽ không phụ thuộc vào Shimano và họ sẽ phát triển dòng xe carbon lắp đồ Retrobic và bán giá rẻ cho khách hàng bạn nhé. Những chiếc xe như những chiếc xe của hãng xe đạp Line như HBR99 Max, mẫu xe đạp Hybrid đa năng, hay những chiếc Cavagno City, hay những chiếc Jante Akep là những chiếc xe đạp Touring lắp đồ Shimano. Như thế này cũng là rất VIP vì đồ Shimano không chỉ là tầm cao mà tầm trung, tầm thấp tất cả cùng khan hiếm và tăng giá. Ở giai đoạn 2 này thì đồ Shimano khan hiếm thì gọi là thị trường có những hoạt động vượt khó, là có một nguồn đồ Shimano chủ yếu là tầm cao anh chị nhé. Là rõ là đồ từ các xe cũ rã ra, tức là những xe cũ và trước đây có lắp đồ Shimano thì người ta bóc đồ ra để bán lẻ từng món. Vì đồ Shimano tăng giá nên làm thế cũng kiếm được một khoản. Vì các anh chị biết đấy, trước dịch thì đồ Shimano 105 R7000 giá tầm 9 triệu đồng, còn giờ là 14 triệu. Shimano Ultera R8000 trước dịch giá 14 triệu thì giờ tầm 20 triệu, 22 triệu. Nhưng vấn đề là giá tăng như thế nhưng cũng không có đồ Shimano để mua, đồ cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là những cái đồ Shimano Ultera R8000. Tuy nhiên là cái nguồn đồ đã ra từ xe cũ là đến bây giờ cũng cạn dần rồi anh chị ạ, cũng cạn dần rồi. Và bây giờ là giai đoạn 3, là giai đoạn gần như gọi là phân chia lại thị trường sau biến động. Bây giờ là rất rõ ràng, một số hãng được hãng Shimano cấp đồ, tức là tiếp tục có đồ Shimano để làm xe, ví dụ như hãng Jante hay Sava đây. Và tất nhiên là giá tăng rất nhiều anh chị nhé. Thứ hai là sẽ có những hãng phát triển dùng đồ Trung Quốc để tạo ra những sản phẩm mới có mức giá khá tốt và không bị phụ thuộc vào đồ Shimano. Còn về câu hỏi là đến khi nào thì mức giá của Shimano sẽ ổn định thì thực sự là chưa ai có thể trả lời được. Đó là vấn đề của thị trường và nguồn cung. Vì về cơ bản thì đồ Shimano bây giờ đã được nâng giá lên một tầm mới rồi. Và mức giá đó ít nhất sẽ giữ ở mức độ đó trong năm 2021 này. Bởi vì bây giờ thì nhà máy Shimano không còn nhận đơn của bất kỳ đơn vị nào trong năm 2021 này, bởi lịch sản xuất của họ đã full ký cho các đơn hàng trước đó rồi. Vâng, hãng Shimano không nhận đơn hàng sản xuất bất kỳ từ nhà máy nào, sản xuất xe đạp nào cả nhé. Và trên đây thực sự là chia sẻ về đồ Shimano và vấn đề tăng giá trong thời gian qua cũng như hiện tại, để các bạn, các anh chị có góc nhìn đầy đủ, hiểu hơn tại sao đồ Shimano lại tăng giá và tại sao dịch bệnh lại bị tăng giá. Còn bây giờ, shop xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo trên YouTube ở kênh xe đạp thể thao Vít.com, khung giờ rất quen thuộc là 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.